Rồi bây giờ qua bạn số 3 đi. Cũng xanh biển giống như các bạn hồi nãy. Cho em hỏi thời gian rảnh là hai anh thường làm gì ạ? Thời gian rảnh của Tín thì Tín thường hay nấu ăn và đi uống cà phê với bạn bè. Còn Phong? Còn Phong thì rảnh thì Phong thường cũng hay đi chơi thể thao đồ này nọ, rồi đi nghe nhạc và xem phim. Phong biết bơi không? Phong muốn chia sẻ là cái lúc hồi nhỏ, lúc không như vậy thì lúc nào không có cao cho lắm. Phong đi bơi tận một 3 tháng trời, liên bơi liên tục luôn, không có được cái chiều cao mà cũng gọi là bây giờ cũng hơi là cao thôi. Có thể tập cho mình bơi được không? Rồi, tất nhiên là. Bạn số 3 ơi, cho mình coi cái mục điện thoại của bạn một xíu được không? Cái mục gì ạ? Gọi á, nhật ký điện thoại. Gần đây là Hiếu Lê. Em Hiếu là ai mà em gọi dữ vậy? Em Hiếu là em của em. À vậy được. Không, cái anh Mark mà có cái mặt con mèo hung hung này là nghi lắm. Anh Mark là ai vậy? Anh Mark là anh trai. Anh Tây Mưa nè. Dạ, anh họ. Nghi ngờ. Vậy em gọi cho anh nghe hả? Thấy thường không? Để cái điện thoại sát vào cái micro của bạn nha. Alo. Alo, gọi anh gì vậy? Đang ở đâu á? Đang ở nhà chứ đang đâu? Mà gọi có gì không vậy? Không, thì đang ghi hình game show. Tôi lưu anh là anh Mát, cái người ta tưởng anh là anh trai mưa. Xong gọi để chứng minh. Anh Mát, anh có phải là anh trai mưa không? Không, em là anh trai bình thường, anh họ thôi à. Có ý định cua tôi không? Trời, nghĩ sao mày khùng với ai mà cua mày? Mày khùng với ai mà cua mày? Cảm ơn em đã khẳng định giùm chị để bên chị biết. Đang đi kiếm người yêu luôn á. Thôi vậy hả? Thôi nha. Bye bye. Trời ơi quê. Cho mình hỏi là hai bạn thường gọi cho ai nhiều nhất? Mình thường gọi cho mẹ mình nhiều nhất. Còn Tín à? Tín gọi điện cho bạn bè nhiều. Tại vì ngoài việc học em còn có công việc. Ý bạn là cái người đặc biệt á. Có hay gọi về cho gia đình không? Gia đình có. Một tuần thì thường là Tín sẽ gọi về 1-2 lần cho gia đình. Gọi cho bố hay cho mẹ? Dạ, cho mẹ. Gọi tâm sự hay là gọi để xin tiền? Thường là xin tiền. Thường thường thì cuối tháng mà gọi là thường là mẹ không bắt máy cho nhiều lắm. Dạ khoai máy luôn. Còn Phong nhắn tin sao với mẹ khi mẹ không bắt máy cuối tháng? Dạ em gọi không ạ. Nếu mẹ không bắt máy là phải nhắn chứ. Không, nhắn cũng không trả lời. Nhắn không trả lời. Công nhận cái mẹ hay thiệt. Cuối tháng là mẹ unlock hết. Không có quan tâm nữa. Cảm ơn bạn số 3. Bây giờ mình qua bạn số 2 nè. Mèo này là con mèo trên hình có sẵn hay là em nuôi đó? Dạ con mèo này em tải trên mạng ạ. Ôi em thích mèo lắm hả? Dạ em rất là thích mèo và chó nè. Bạn này có vẻ thích nghe nhạc nè. Có hai cái app nghe nhạc luôn. Chia sẻ về gu âm nhạc đi. Dạ em thích nghe nhạc Hàn. Cho em hỏi là hai bạn nam thích nghe nhạc gì ạ? Phong thích nghe cái loại nhạc của West OK, K-pop, nhạc của Sơn Tùng nữa. Hát bài Sơn Tùng nghe coi. Tôi mê Sếp Tùng lắm á. Thật ra cái bài của anh Tùng thì rất là khó hát chị. Bài đó nó nhanh, rất là nhanh, rất là lẹ luôn. Em hát mê không có mà không hát được. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Đó, bài chậm đó. Bài hát yêu thích nhất của bạn là gì ạ? Tính ạ. Cái thể loại của Tín thích là nhạc rap. Đọc câu rap nghe coi. Về thần tượng em á thì em thần tượng B-Ray. Mà mọi người biết tới B-Ray nhiều nhất là cái bài Con Trai Cưng Của Mẹ. Thì em cũng nhạc hát rồi đó. Con trai cưng của mẹ thích ăn nhịn lấy le. Bạn bè gặp có mặt nhưng riêng ba mẹ nói là nó không nghe. Cái đó là đọc anh. Dạ. Vậy ra. Nghe ra. Em chú ai ơi, chị xin lỗi em. Nghe em trai chị nó dung quá. Nó từ rap nó chuyển qua đọc. Dung. Không nói lên lời nữa. Thôi cho coi vài tấm hình đi cho tỉnh táo lại coi nè. Cái giấy đó viết chữ gì dữ vậy em? Dạ đây là cái từ vựng để em học tiếng Hàn ạ. Cô này mê phim Hàn, mê văn hóa Hàn ha. Cho vô mâm đồ ăn đi. Nè cái giờ này đưa ra đó. Các bạn nội ngoại hai bên, mình hãy nhìn nhẹ đi rồi thèm nuốt rất biến. Dạ đây là thức ăn để em ăn kiêng á. Gì vậy em? Dạ em đi xem phim một mình ạ. Ôi thương không? Phong ý em sao? Nếu mà em muốn thì anh thể dẫn em đi xem phim một ngay cái kết thúc của chương trình này luôn. Ngay kết thúc chương trình, em đồng ý không? Dạ em đồng ý ạ. Tính nói câu gì đi. Sau chương trình này thì anh có thể dắt em đi ăn bún bò. Xong rồi mới dắt em đi xem phim. Bên kia biết đi ăn bún bò. Bên em coi phim không à? Em coi phim, em ăn bắp nó mới ngon. Bây giờ em chọn ăn bún bò, coi phim hay ăn bắp rồi coi phim? Dạ em sao cũng được hết ạ. Hay mình bưng cái bún bò vô mình coi phim. Bữa tới giờ thì chị thấy em già lắm rồi. Bây giờ em rất là thời cuộc, em không còn lãng mạn nữa. Chị nản em quá Vinh ơi. Cảm ơn bạn số 2 nha. Bạn số 1, cho chị xem màn hình của bạn nè. Bàn tay của ai vậy? Dạ tay em à. Đẹp quá à. Em là người rất là thích làm nail nên là tay em như vậy. Em hay làm ở đâu? Dạ ở nhà mẹ em có làm cho em luôn ạ.
làm đẹp quá. Bạn số 1 ơi, cho Tín xem cái báo thức của bạn được không? Chỉ có 3 cái thôi à? Cho chị biết tại sao có 3 cái giờ. Dạ, 6:30 là giờ bình thường đi học, còn 8 giờ là giờ ở nhà ngủ nướng chỉ được tới 8 giờ, còn 23 giờ là bình thường là giờ đó là giờ em sẽ phải đi ngủ nên là em phải đặt báo thức. Rất nguyên tắc. Hay quá ha, báo thức dậy và báo thức ngủ thôi, còn mấy kia kệ nó, chật cũng được cũng sao. Dạ. Khá nhất là cái vụ ngủ nướng đến 8 giờ. Có bao giờ đi học 6:30 mà nằm chút tới 8 giờ trễ học không? Dạ cũng có một lần, nhưng mà đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tới giờ này à. Thường báo thức mình nên để cái điện thoại thật là xa hoặc cái chuông báo thức thật là xa để mình bò tới đó mình lấy được cái chuông báo thức tiền thì cũng tỉnh hồn. Dạ đúng rồi. Chứ để gần tay mình hay tắt nó nằm thêm 5 phút, tới khi mở ra tiên rử rồi. Trời, muốn xỉu luôn. Rồi, coi cái gì nữa nè. Em muốn xem gì nữa? Mày có thể cho mình xem hình ảnh được không ạ? Hình ảnh? Dạ, đây ạ. Trời ơi, quá trời, tay em không á hả? Một số là tay em, còn một số là của tay khách. Cái hình mà em chụp chung với lại mấy cô, mấy chú mặc áo dài đó là cái tiệc gì vậy? Cho chị coi tấm đó đi. Dạ, đây là một cuộc thi MC mà em đang thi và em đang vô được tới chung kết. Đây là top 6 chung cuộc ạ. Rồi, cho chị coi nguyên vòng coi. Hai áo vàng, áo đỏ và áo trắng. Mời mấy bạn đoán. Theo Tín đoán nhầm thì bạn có phải là người mặc cái đầm màu đỏ đúng không? Váy đầm màu đỏ. Rồi, còn bạn là áo đầm màu gì? Em nghĩ là màu trắng. Phong thì nghĩ là màu trắng, Tính thì nghĩ là màu đỏ. Cuộc thi MC này của em thì vào tới top 6 là một người phải xinh đẹp và em là một trong số không được xinh đẹp cho lắm. Thì anh có thất vọng vì hai cái sự lựa chọn của hai người không ạ? Cái tính là quan trọng nhất em ạ. Cái tính là quan trọng nhất em ạ. Quý vị ơi, quý vị không có biết được đâu, bốn bạn không biết được cái mặt Phong ngoài đây đâu. Hồi nãy số 4 nó cũng làm y vậy đó, mặt bi thương lắm, tính là quan trọng mặt của trời ơi. Không, không, hôm nay mà không có bồ chắc về anh buồn dữ lắm. Thôi thì nãy giờ người ta cho coi hình ảnh gia đình, công việc, sở thích, còn gì để nói nữa. Hãy nghĩ trong đầu ai là mình ấn tượng nhất để sau vài phút giải lao mình sẽ giữ lại người ấy. Mời giải lao trong vòng ít phút. Bạn đã trở lại với tần số tình yêu. Và nãy giờ trong thời khắc suy nghĩ ai là người ấn tượng nhất, mời Phong. Dạ. Dạ em xin chọn giữ lại bạn số 4 à. Số 4. Rồi Tính. Em ấn tượng bạn số 1 nhất. Mời giữ bạn số 1. Bạn Vinh bạn chọn giữ lại số mấy? Em thì là em sẽ lắng nghe hai bạn này lúc nãy giờ trò chuyện nha. Thì có vẻ là sẽ chọn lại bạn số 3 đi. Số 3. Vậy mời gặp gỡ bạn số 2. Dạ, em xin chào hai vị MC và hai anh ạ, và cùng mọi người ở đây ạ. Chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc là cách mà Thoa dừng lại mối tình cách đây không lâu. Nhưng buông bỏ là để sẵn sàng tâm trí đón chào một mối nhân duyên mới khi Thoa đã trưởng thành và anh cũng vững chãi hơn. Nhưng có lẽ bờ vai mà Thoa đang tìm kiếm chưa phải là hai chàng trai trước mặt rồi. Em có ấn tượng với hai chàng là tôi biết ra đó. Em có nghĩ ai là Phong ai là Tính không? Em nghĩ là anh bên trái là Tính ạ, bên phải là anh Phong. Em ấn tượng với anh nào hơn? Dạ em ấn tượng với Tính ạ. Em đã có bao nhiêu mối tình trước đây rồi nhỉ? Dạ em có 2 mối tình. Một mối tình thì năm em học cấp 3. Lên đây thì em có quen một bạn. Một bạn đó đã đi du học rồi ạ. Chị nghĩ là sẽ có nhiều vệ tinh lắm đang chuẩn bị thả tần số cho em ha. Dạ. Chúc em là thành công trên con đường học hành mà sắp ra trường rồi và kiếm được một cái tần số tình yêu của mình. Dạ em xin chúc hai anh ở đây cũng tìm được một tần số tình yêu của ba bạn còn lại ạ. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2, có tên gọi là thử thách của nàng. Xin mời.